ăn tôm kẹp quạt nó rồi rồi đò hay là cặp quạt quạt nó phớt như là con ngoái này thôi ứng cụ nó không được không thằng cái phớt gì phớt thì cái man ở mà xí này cái man ta hê nhất là cái phớt về cái sao vừa kẹp phát sinh bây giờ thôi nó lấy con ai bỏ luôn đi
with the teacher her. The teacher her. Help. You hug the teacher? You hug your teacher? Hi. What's that? Con luôn không ấy con ấy. Cái gì đây cô Mỹ hả? Do you sit by with Stanley? Mr. Ken, right there too. Daddy always told you, go before you leave, okay? That's your teacher. Don't forget her, man. Okay? Any clock, what about? Huh?